lại với kênh 35 Vlog. Hôm nay anh em mình sẽ chế biến món đầu heo ngầm hầm ngải cứu. Má heo hầm ngải cứu. Thì hôm nay anh em mình sẽ làm món má heo hầm ngải cứu nha mọi người. Thì nguyên liệu của nó là có muối, bột ngọt nè, nước mắm nha mọi người. Và đây là gừng. Và thành phần cuối cùng đó là ngải cứu. Thì mọi người ơi, đây mình bỏ cái má heo vào. Giờ mình bỏ vào nước sôi để mình sơ chế. A few moments later. Rồi thì mọi người ơi, mình đã sơ chế xong rồi. Do mình không thể quay cái phân đoạn đó nên mình không thể cho anh em xem, anh em thông cảm nha. Rồi mình sẽ đổ nước vào sau. Bây giờ thì mình cho má heo vào nha. Sau khi mình bỏ má heo vào thì mình sẽ tiếp, đó là mình bỏ gừng vào. Đây là ngải cứu nha mọi người, mình sẽ bỏ một ít vào. Gừng với ngải cứu nó giúp cho không hôi cái mùi của má heo, nó thơm. Mình sẽ cho một tí muối vào. Tiếp theo là bột ngọt. Sau khi mình bỏ nguyên liệu vào rồi thì mình để nắp, mình đợi tầm khoảng 45 phút là sẽ chín nha mọi người. Thì mọi người ơi, thì sau bao nhiêu lâu chờ đợi thì cuối cùng cái nồi má heo của mình nó đã chín. Bây giờ thì mình cho nguyên liệu vào. Đây là ngải cứu. Giờ mình cho vào để nó thơm, nó lắng át cái mùi hôi của thịt đó. Giờ mình cho hết luôn. Tiếp theo thì mình nêm nếm nha mọi người. Đây. Bột ngọt. Đây nước mắm này. Thì sau khi chín rồi thì mình cho ra dễ nha mọi người. Sau khi chín rồi mời tất cả mọi người ăn cơm cùng anh em mình nha. Cái này to quá. Mời mọi người ăn cùng anh em mình nha. Cái này miền Tây sẽ là bếp miền Tây ta nấu món ăn miền Bắc. Đây mời mọi người nha, mời mọi người. Quá ngon.
Không nhanh hết bà. Đây là ốc heo này. Ngon nhất. Món má heo hầm ngải trứng của anh em thì ngon quá. Anh em ăn nhanh quá, ăn kết rồi. Thì mình xin phép được từ những video tại đây nhé. Chào mọi người nhé. Chào mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video. Like, share, nhớ subscribe.